Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, hôm nay 14 tháng 4, Vietinbank và Ngân hàng xăng dầu Petrolimax PG Bank được sáp nhập và cùng tổ chức đại hội cổ đông theo lộ trình tái cơ cấu ngành ngân hàng. Dự kiến đến hết tuần này sẽ có thêm hai cặp ngân hàng nữa sáp nhập với nhau. Đây là hình ảnh Ngân hàng Việt Vietinbank đang xin ý kiến các cổ đông về việc sáp nhập với Ngân hàng xăng dầu Petrolimax, gọi tắt là PG Bank sáng ngày 14 tháng 4. Đa số cổ đông đã đồng ý việc sáp nhập. Trước thời điểm sắp nhập, PG Bank vẫn là ngân hàng có tài chính lành mạnh, mức tăng trưởng huy động vốn năm 2014 đạt 29%. Việc tin bang ước tính nếu sắp nhập thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ đạt hơn 40.000 tỷ đồng. Theo việc bang, hợp đồng sắp nhập hai bên đã hoàn thành, dự kiến ngân hàng nhà nước sẽ chấp thuận về nguyên tắc vào tháng 6 năm 2015. Cũng trong tuần này, dự kiến ngày 17 tháng 4 sẽ có thêm hai cặp ngân hàng thương mại tổ chức đại hội cổ đông và dự định sắp nhập, bao gồm cặp ngân hàng BIDV và ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long, gọi tắt là MHB. Cặp còn lại là Nam Á Băng và Asim trong số các ngân hàng dự định sắp nhập có cặp BIDV và MHB đều là ngân hàng thương mại cổ phần vốn nhà nước là chủ yếu. Nếu sắp nhập thành công, hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước sẽ giảm từ 5 như hiện nay xuống chỉ còn 4 ngân hàng. Cũng tại cuộc họp cổ đông sáng 14 tháng 4, Chủ tịch Việt Tính Bang Nguyễn Văn Thắng khẳng định, ngoài việc sắp nhập với ngân hàng xăng dầu Petrolimax là PG Bank, Việt tính bang không sắp nhập với hai ngân hàng Ocean Bank và PG Bank, mà chỉ tham gia vào hai ngân hàng này với vai trò hỗ trợ tái cơ cấu trước mắt hỗ trợ về nhân sự điều hành việc thực hiện mua bán sắp nhập sẽ xem xét trong tương lai nếu có lợi cho các bên